Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Đối với những anh chị đây là lần đầu tiên đến với kênh thì em xin tự giới thiệu, em là Brandy. Đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm của mình về stock option của Mỹ cũng như những kiến thức liên quan đến mảng phân tích kỹ thuật. Trong video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay, như thường lệ chúng ta sẽ có một vài phần như sau. Phần đầu tiên, em sẽ đi qua những cái diễn biến đã xảy ra vào tuần trước, những cái sự kiện quan trọng cũng như những cái trade recap của nhóm chúng em. Ở phần sau, như thường lệ thì chúng ta sẽ phân tích những cái core companies, ví dụ như là AMD, Tesla, Amazon, những cái con rất là gạo cội trong cái S&P 500. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của video, đó chính là recap lại những diễn biến đáng chú ý đã xảy ra trong tuần giao dịch vừa rồi. Trước tiên thì em xin được nói qua về cái kết quả giao dịch của nhóm trong cái tuần giao dịch vừa rồi. Tuần vừa rồi thì chúng ta có 21 lệnh đã được alert cho cái những cái phiên day trade và kết quả đem lại là chúng ta có 18 lệnh thắng, không có lệnh thua nào và có 3 lệnh hồi vốn, tức là break even. Total percent mà chúng em mang lại cho những cái member của mình là 866%, với một cái win rate là 86%. Nếu như mà không tính lệnh thua thì tuần giao dịch này là một tuần giao dịch mà nó thành công ngoài mong đợi, khi mà tụi em đã có một cái tuần giao dịch lên tới 100% tỷ lệ thắng ha. Đây sẽ là cái nơi mà em cũng như những anh chị trong nhóm làm việc mỗi ngày. Chúng em sẽ recap lại toàn bộ những cái ngày giao dịch, dù là thắng hay thua tụi em đều recap, chứ không phải là chỉ recap mỗi những cái lệnh thắng hay mà thôi. Trong ngày thứ 6 vừa rồi thực sự là một ngày giao dịch rất là thành công, khi mà cả day trade cả swing thì chúng ta có lên tới là 8 lệnh thắng với một cái biên độ lợi nhuận là cực kỳ hấp dẫn nha mọi người. Ngày thứ 6 có một cái biên độ cực kỳ hấp dẫn luôn, nó đem lại một cái ngày giao dịch cuối cùng trong tuần rất là thành công. Thì sơ qua đó chính là cái kết quả giao dịch. Em sẽ đính kèm cái link Discord nơi mà tụi em làm việc mỗi ngày, tụi em cùng nhau trade mỗi ngày ở dưới cái phần mô tả. Mọi người có thể tìm ở dưới phần mô tả ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần diễn biến của sự kiện tài chính đã diễn ra trong tuần. Trong tuần vừa rồi đó thì có một cái sự kiện tài chính rất là quan trọng mà tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về, đó chính là CPI report. Nó đã được diễn ra vào buổi sáng thứ năm trước khi market mở cửa. Thì rất may rằng cái CPI report này nó tăng ít hơn những gì mà các nhà đầu tư mong chờ, chứ không phải là CPI cái tỷ số lạm phát nó đã giảm nha mọi người. Nó tăng nhưng mà nó tăng ít hơn cái sự mong chờ của các nhà đầu tư lớn, của các nhà bank, của các hedge fund. Cho nên nó dẫn tới với chúng ta là một cái đợt rally rất là mạnh ngay khi mà market trước giờ mở cửa, một cái đợt sóng đẩy của SPY lên tới gần 5%. Thì lát nữa em sẽ show cho mọi người cái chart trong cái phần mà chúng ta phân tích analysis, phân tích về kỹ thuật. Ở đây em muốn nói sơ qua một chút cho mọi người, cập nhật về một chút cho mọi người biết là cái CPI của tháng 10 nó tăng 0,4% và cùng kỳ năm ngoái, có nghĩa là ở thời điểm tháng 10 của năm 2021 thì cái CPI của chúng ta, cái chỉ số lạm phát của chúng ta đang ở đâu là 54%, tầm 6.2% và bây giờ là 7.7%. Quay lại 2020 thì nó chỉ là 1.2% mà thôi. Có nghĩa là CPI nó vẫn tăng, nhưng mà em nhắc lại là nó tăng ít hơn so với dự kiến. Cái điều này nó cho thấy được là CPI có dấu hiệu giảm nhẹ, cái chỉ số lạm phát có dấu hiệu giảm nhẹ. Nhưng mà đối với bản thân em á, thì em muốn thấy trong một vài cái đợt CPI report sắp tới đó, cái chỉ số nó cũng không được dao động quá nhiều. Có nghĩa là nó sideways một thời gian rồi sau đó nó bắt đầu nó drop. Thì ở thời điểm hiện tại em vẫn chưa thể khẳng định được là chúng ta cái chỉ số lạm phát ở đây là đỉnh hay chưa, mình cần phải thêm thời gian. Em có nói với mấy anh chị trong nhóm á, không phải một đợt như thế này mà mình quyết định được tất cả, mình cần thêm một vài cái đợt CPI report nữa để mà confirm lại những cái điều mà nó đang xảy ra trên cái thị trường tài chính cũng như là thị trường cổ phiếu ha. Đó là toàn bộ những cái sự kiện tài chính quan trọng đã diễn ra vào tuần trước. Thì vào tuần sau chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì quan trọng, em sẽ show cho mọi người trên màn hình ngay bây giờ. Như mọi người thấy trên màn hình, đây sẽ là toàn bộ những cái lịch trình về những cái sự kiện tài chính sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đầu tiên mình sẽ đi đến đó chính là ngày thứ hai. Hầu như ngày thứ hai chúng ta không có một cái sự kiện gì quá quan trọng ha. Thứ ba thì chúng ta sẽ có PPI Final Demand được report vào 8:30 sáng theo giờ miền Đông, tức là trước khi market mở cửa một tiếng đồng hồ. Ngày thứ tư mình sẽ có Retail Sale, Industrial Production cũng như là EIA Petroleum Status.
Cái retail sale sẽ được diễn ra vào 8:30 ET, industrial sẽ được diễn ra vào 9:15 và EIA sẽ là 10:30 theo giờ miền Đông. Ngày thứ năm chúng ta sẽ có housing starts and permits. Thứ năm cũng là thứ năm mình sẽ có chocolate clams và Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ba cái sự kiện này đều được diễn ra vào lúc 8:30 theo giờ miền Đông trước trước khi market mở cửa 1 tiếng. Ngày thứ sáu chúng ta sẽ có existing home sale sẽ được diễn ra vào 10 giờ sáng theo giờ miền Đông ha. Đây sẽ là toàn bộ những cái diễn biến về cái sự kiện tài chính, lịch trình về sự kiện tài chính. Phần tiếp theo em sẽ muốn gửi đến mọi người đó chính là cái lịch báo cáo tài chính của những cái các công ty đáng chú ý vào tuần sau. Vào tuần sau thứ hai thì hầu như chúng ta sẽ không có một cái công ty nào quá là lớn để chúng ta có thể focus vào những cái ngày những cái báo cáo tài chính của nó ha. Nhưng mà qua tới thứ ba before open chúng ta sẽ có là Walmart, chúng ta có Home Depot và Vavoline. Đây sẽ là ba cái công ty mà em chú ý. After hour ngày thứ ba thì hầu như cũng không có công ty nào quá lớn để chúng ta có thể focus. Qua ngày thứ tư, pre-market ngày thứ tư chúng ta có hai công ty rất là đáng chú ý, đó chính là Target và Lowe cũng như là Tencent. Tencent là một cái công ty công nghệ của Trung Quốc. After hour mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Nvidia và Cisco. Đây sẽ là hai cái công ty mà em sẽ chắc chắn sẽ cùng với những anh chị member trong nhóm rất rất là chú ý vào cái phiên giao dịch ngày thứ tư này. Sáng ngày thứ năm before market open thì chúng ta sẽ có Alibaba và chúng ta có Macy. Đây sẽ là hai cái công ty mà em nghĩ là sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm của các trader ha. After hour của ngày thứ năm thì chúng ta chỉ có là Ross và vào ngày thứ sáu hầu như chúng ta không có một cái công ty nào quá lớn để mình tập trung vào những cái trade earning. Đây là những cái lịch báo cáo tài chính vào tuần sau. Bước vào phần thứ hai của video này thì mình sẽ bắt đầu phân tích về những biểu đồ giá, những gì đã diễn ra về về mảng phân tích kỹ thuật của toàn bộ market. Đầu tiên mình sẽ đi đến đó chính là SPY. Trong tuần giao dịch vừa rồi thì SPY đã đóng một cái nến xanh rất là solid. Đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Bởi vì sao? Quay trở lại vào hai cái tuần giao dịch trước đó thì SPY đã bị kẹt trong cái range từ 375 cho tới 390. Tuy nhiên, ở cái tuần giao dịch này thì SPY nó đã chính thức nó break out, nó clear cái level này, cái level 390 và nó đóng cái nến ở cái khu vực là 398.50. Mình sẽ phân tích sâu hơn con SPY ở những cái khung giờ nhỏ, đó chính là khung daily. Ở trên khung daily cũng như là những cái key level thì con SPY vẫn đang tạo cho chúng ta thấy được cái điều gì, đó chính là đáy sau và đỉnh sau liên tục cao hơn đáy trước và đỉnh trước, đặc biệt là cái level 390 đã được clear. Đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực cho con SPY nó riêng và thị trường nói chung trong cái xu hướng ngắn hạn ha. Nhìn về một cái xu hướng dài hơn, đó chính là xu hướng khung tuần, thì con SPY này đối với em á, mình vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm bền vững, có chăng chỉ là những cái đợt sóng tăng, những cái xu hướng tăng trong một cái xu hướng trong một cái thời gian ngắn hạn mà thôi. Mọi người cũng phải rất là cẩn thận về cái điều này, em liên tục em nhắc nhở mọi người trong các video ngày chủ nhật ha. Thì cho dù con SPY có lên tới khu vực 408, 410 thì con SPY này vẫn đang là tạo một cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước, cho tới khi nào mà SPY bắt đầu có những cái dấu hiệu pullback tích cực tạo đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trên khung weekly thì lúc đó em mới bắt đầu em có những cái dấu hiệu tích cực hơn về SPY cho một cái xu hướng tăng. Bây giờ mình sẽ đi đến với cái phần là trade plan cho cái day trade. Đối với em á thì em sẽ chờ và em mong muốn thị trường sẽ có những cái nhịp hồi, đặc biệt là về cái khu vực 395 và 396. Nếu như mà SPY về khu vực này hold thì mình sẽ đánh ngược lên SPY 400, và đặc biệt hơn nữa con SPY nó có một cái gap nha mọi người, con SPY nó vẫn còn một cái gap từ 403.20 cho tới khu vực 408, một cái gap mà nó đã tạo ra vào cái ngày thứ ba ngày 19 tháng ngày 13 tháng 9 năm năm nay ha, tức là 2 tháng trước. Trong trường hợp nào thì em sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện short con SPY hoặc là put con SPY, đó chính là under 393.56 thì mình sẽ đánh ngược về 390. Cái level 390 của con SPY đó mọi người là một cái level rất rất là quan trọng. Tại sao em nói như vậy? Ở cách đây không lâu thì em nói với mọi người là cái tín hiệu tốt là con SPY nó đã clear được 390. Thì ở cái lần đầu tiên pullback ngược về lại đó và test cái level 390 này nè sẽ là cái lần rất là quan trọng, tại vì nó sẽ confirm cái 390 này lúc bấy giờ sẽ là
một cái hỗ trợ mới. Đây sẽ là một cái level mà em mong muốn con Smile Home, nếu như mà thật sự có quay về đây thì em mong muốn con Smile Home, và em sẽ chú ý rất là kỹ ở cái level này ha. Under 390 thì mình sẽ bắt đầu mạnh mạnh mẽ hơn, mình sẽ bắt đầu tự tin hơn cho những cái lần mà đánh shot của mình. Thì mình sẽ những cái level nào nếu như mà Smile không hold được 390? Đầu tiên nó sẽ là 385, và sau đó sẽ là 380.65, cuối cùng sẽ là 370. Đây là ba cái level mà trong 2 3 tuần giao dịch vừa rồi con Smile nó react rất rất là nhiều, thì em thấy được cái điều đó, và đây chính là cái trade plan của em cho con Smile. Tiếp theo mình sẽ qua tới cái mã thứ hai, cái index thứ hai, ở cái ETF thứ hai, đó chính là QQQ. Tương tự với Spy thì QQQ trong phiên giao dịch vừa rồi, trong tuần giao dịch vừa rồi cũng đã đóng một cái nến tuần rất là solid green ở đây ha. Điều này cho chúng ta thấy được rằng là toàn bộ market đang rất là hưng phấn, đang rất là hứng khởi, và con QQQ này nó còn show cho em thấy được điều gì. Quay ngược trở lại với những cái key level cũng như là cái khung giờ nhỏ hơn là khung daily, thì mọi người cũng có thể thấy được ở đây một cách rõ ràng đó là con QQQ nó đã chính thức nó clear được cái range. Nó đã break out ra được cái range là 285 cho tới 260, là một cái range mà nó đã hình thành rất nhiều tháng nay, khoảng 2 tháng trở lại đây nó đã hình thành cái range này, và phiên giao dịch ngày thứ 6 nó đã chính thức nó break out ra khỏi cái level 285. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng của con QQQ. Thì cái trade plan của em cho con QQQ này nó sẽ như thế nào? Đầu tiên thì em cũng mong muốn con QQQ nó có thể quay ngược trở lại, nó test cái khu vực 284.30 cho tới 285 này, để nó confirm cái level này sẽ là một cái level support mới ha. Break out cái resistance cũ, quay ngược trở về back test, thì lúc này nó sẽ là cái quy tắc kháng cự cũ hỗ trợ mới. Và cái target của em cho con QQQ này nó sẽ là 290.72 và sau đó là 294. Nếu như mà tiếp tục market vẫn có một cái đợt buy-in mạnh mẽ, một cái buy-in pressure tiếp tục mạnh mẽ đó, thì sẽ là 300 cho tới 303 ha. Và trong trường hợp nào thì em sẽ short con QQQ này. Chỉ cần QQQ không hold được cái level 284, có nghĩa là nó quay về nó backtest, nó không hold được, nó tạo một cái fall, nó tạo một cái false breakdown, nếu như mà mình tính từ cái range này ha, nó break out ra đây và nó quay ngược vô trở lại cái range, thì under 284 mình sẽ short con Nvidia, con QQQ này về lại cái level là 280, 275.38 và sau đó là 271.98. Đó là ba cái level mà em chuẩn bị cho con QQ này. Tiếp theo mình sẽ đi đến đó chính là Dollar Index, cái DXY ha mọi người ha, cái chỉ số của cái đồng đô la. Đối với cái đồng đô la này á, ở cái phiên giao dịch tuần trước em nói với mọi người là em sẽ không short với ở cái video lần trước em nói với mọi người là em sẽ không short con cái index của đồng đô la này cho tới khi nào mà nó below 109. Và khi mà cái level 109 này clear đó, thì con cái đồng đô la này nó đã chính thức nó phá vỡ cái xu hướng tăng của nó mà nó đã hình thành từ tháng 2, từ đầu năm nay ha. Ở thời điểm hiện tại thì mình mong chờ điều gì? Mình mong chờ một cái đợt bounce của cái index này, cũng như là một cái nhịp hồi của thị trường. Nếu như mà anh chị nào chưa biết á, thì khi mà đồng đô la đi lên thì thị trường sẽ có xu hướng đi xuống và ngược lại. Thì nếu mà đồng đô la mà nó gãy như vậy đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho chúng ta. Em muốn thấy cái đồng đô la này nó quay ngược trở lại khu vực 109 để nó confirm lúc này 109 không còn là vùng support nữa mà sẽ là vùng resistance, một cái resistance level. Và đồng thời SPY QQ cũng như toàn bộ thị trường sẽ có một cái đợt hồi nhẹ để bắt đầu tạo một cái đáy sông cao hơn đáy trước, tiếp tục một cái đợt sóng đẩy tiếp theo, chuẩn bị cho những cái đợt cuối năm, những cái đợt rally cuối năm. Bây giờ mình sẽ đi vào phần tiếp theo của cái video ngày hôm nay, đó chính là phân tích những cái core company. Đầu tiên em sẽ đi đến đó chính là Apple. Đến với Apple thì trong tuần giao dịch vừa rồi Apple cũng đã đóng một cái nến solid green ở ngay tại cái khu vực hỗ trợ rất là quan trọng, đó chính là cái level 130 tới 133. Thì nếu như mà anh chị đã biết một chút về phân tích kỹ thuật thì mọi người có thể nhận ra được á, đây chính là một cái nến dạng Peace and Light. Một cái nến Peace and Light đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực của Apple ha. Trong tuần giao dịch vừa rồi em có cho những anh chị trong nhóm, em có cho những anh chị trong nhóm lót share Apple ở cái vùng giá 139 hơn và chốt lời ở cái vùng giá 142. Ở thời điểm hiện tại thì Apple đang rất là gần cái vùng 150 rồi, thì đâu sẽ là cái trade plan của em cho con Apple này? Đối với em thì em vẫn sẽ mong chờ Apple pullback vào lại khu vực 147.50.51
có một cái nhịp hồi ở đây, có một cái nhịp giữ ở đây rất là mạnh mẽ, có nghĩa là buyer người ta show up ở đây mà người ta giữ cái level này trước khi có những cái nhịp đánh ngược lên lại lên tới 150, sau đó một là 154.76 và cao hơn nữa là 157.90. Đây sẽ là hai ba cái level mà em quan trọng, em để ý cho cái upside. Trong trường hợp nào thì mình sẽ đánh Apple cho cái chiều đi xuống. Đối với em á, thì Apple phải không hold được cái level 142.81 thì em mới bắt đầu em nghĩ tới chuyện đánh xuống à. Tại vì ở những cái phiên giao dịch lần trước đó, mọi người có thể thấy được là con Apple nó react rất là nhiều ở cái level này. Nó react rất rất là nhiều lần ở cái level này thì em pick cái level này ra để em chọn cho cái trade plan đánh xuống của mình. Cho tới khi nào mà Apple under cái level này thì em mới đánh xuống à. Vậy thì khi mà trong trường hợp mà cái scenario này diễn ra đó, cái target của em cho cái downside là bao nhiêu? Đầu tiên sẽ là 140, tiếp theo là 138.38 và cuối cùng sẽ là khu vực 134.5 cho tới 132.7. Đó chính là những cái khu vực mà em sẽ để ý cho con Apple. Qua cái mã thứ hai trong cái list call companies này thì mình sẽ đi đến đó chính là Nvidia. Nvidia trong cái tuần vừa qua đó là một cái mã đã có cái performance tốt hơn tất cả những cái mã còn lại thuộc cái call companies của em ha, cái list call company. Đầu tiên mình cũng đi đến với cái khung tuần, cái kênh nến khung tuần của con Nvidia. Nvidia đã có một cái mức độ tăng trưởng tính, nếu mà tính từ đáy đó, nếu mà tính từ đáy lên thì là 18%, lên tới 25 điểm. Đây là một cái biên độ tăng rất rất là ấn tượng của con Nvidia trong thời gian, trong cái tuần giao dịch vừa rồi. Và nếu như mà mọi người để ý đó, con Nvidia này nó cũng đã chính thức nó break out cái level rất là quan trọng, đó chính là cái khu vực 140 và 142. Đó, bây giờ em sẽ pull up những cái key level ra để cho mọi người có thể thấy được dễ dàng hơn. Đó chính là khu vực mọi người 145 ha. Khu vực rất là quan trọng đó chính là cái khu vực 145. Thì cái trade plan của em cho con Nvidia này nó sẽ như thế nào? Chắc chắn ở đây mình không thể nào mà mình formal lên con Nvidia này lên những cái level cao như là 180 hoặc là 172 được. Và mình phải chờ Nvidia có những cái nhịp pullback, đặc biệt là nếu như mà con Nvidia pullback về lại được cái level 145 và confirm đây sẽ là cái support mới của con Nvidia thì đó sẽ là một cái kịch bản rất rất là tuyệt vời. Trong cái trường hợp mà pullback đó và mình đánh ngược lên lại đó thì những cái target của em cho con Nvidia này sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên nó sẽ là cái khu vực 152, sau đó 155 và hơn nữa sẽ là 163 cho tới 165 trong trường hợp mà pullback ha. Còn trong trường hợp mà không pullback thì mình sẽ chờ những cái cơ hội để mình đánh ngược lên 170 và sau đó là 179.88. Đó chính là hai cái level mà mình đánh trong cái trường hợp Nvidia không pullback. Còn trong trường hợp mà nào thì chúng ta sẽ short. Nếu như mà Nvidia bị low 155, em có thể sẽ short Nvidia về lại 145. Và ngay khi về lại 145 thì em sẽ coi cái phản ứng. Tại vì cái level 145 này á, đối với em ở thời điểm hiện tại vẫn là một cái level rất rất là quan trọng để mình bay vô, mình tiếp tục mình mua lên ha. Cho tới khi nào mà Nvidia nó give up cái level 145 này luôn á thì mình mới bắt đầu mình tự tin hơn cho những cái nhịp đánh short của mình. Mình sẽ đánh ngược về 140.40, sau đó là 136.62 và thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 127.77. Đó là ba cái level mà em chuẩn bị sẵn cho con Nvidia này. Tiếp theo mình sẽ đi đến là một cái công ty cũng rất nhận được rất nhiều sự chú ý trong cái thời gian vừa qua, đó chính là Meta. Meta trong phiên giao dịch vừa rồi đón nhận rất là nhiều cái news, và một cái news quan trọng nhất đó chính là việc Meta đã sa thải 11.000 nhân viên trong công ty. Và cái điều này á, nó lại trở thành một cái good news cho cái cổ phiếu của công ty này. Tại vì khi mà sa thải 11.000 nhân viên thì công ty sẽ tạo được thêm cash flow. Điều đó nó dẫn đến á, là trong hai cái phiên giao dịch vừa rồi, đó là phiên giao dịch ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của con Meta đã có hai cái nến xanh. Đặc biệt là vào ngày thứ 5 đã có một cái phiên gap up từ những cái level rất là thấp ha, đó chính là 101. Và ở thời điểm hiện tại thì con Meta này đang đóng cửa giá là 113.35. Meta đang trên con đường fill gap của chính nó. Cái gap này được tạo ra khi mà ở cái kỳ earnings gần nhất với một cái biên độ, một cái kỳ báo cáo tài chính mà nó quá tệ thì Meta ở cái thời điểm hiện tại đang bắt đầu dần dần muốn fill cái gap này. Trong trường hợp nào thì em sẽ đánh long cho con Meta này tiếp theo, một cái nhịp pullback và lại 106 là quá thích hợp để cho mình để cho
chúng ta những cái người trader có thể bắt một cái đáy ngay chỗ này. Nếu như mà trong trường hợp hold được thì chúng ta mới bắt nha mọi người, chứ không phải là cứ về đúng 106 là mình cứ blindly mình mua vô đâu. Cái điều đó không phải là cái trade plan mà em nói ra với mọi người ha. Thì về 106 tạo một cái high low để mình tiếp tục mình đánh ngược trở lại test cái level 113, 114 và sau đó 120, cao nhất sẽ là 124.67. Đồng thời cũng là một cái level mà nó đã tạo ra ngay cái kỳ báo cáo tài chính. Đó là trade plan của em cho con Meta theo cái hướng upside. Còn hướng downside thì sao? Nếu như mà Meta không có hold được trên cái level 106 đó thì khả năng con Meta này quay ngược xuống trở lại fill cái gap từ 100 cho tới 97 cũng là rất là cao. Tại vì cái gap này chính là cái gap mà nó đã tạo ra trong phiên giao dịch ngày ngày thứ ba, từ thứ ba sang thứ tư ha. Meta mọi người đừng quên vẫn còn hai cái gap down ở dưới ha và một cái gap up ở trên. Meta này có rất nhiều trade plan mình có thể đánh được với cái con này. Đặc biệt là đối với những anh chị nào mà thích đánh cái kiểu mà fill gap á, em cũng là một trong trong những người mà thích đánh cái kiểu fill gap, tại vì cái tỷ lệ mà nó play out đó mọi người, cái tỷ lệ thắng của nó khá là cao nếu như mà mình biết vô biết ra đúng thời điểm và mình biết nhìn cái phản ứng giá, cái price action. Đây là toàn bộ những cái phân tích của em dành cho con Meta. Tiếp theo mình sẽ đi đến đó chính là Amazon. Trong tuần giao dịch vừa qua cũng là một cái tuần mà rất là thành công của Amazon khi mà nó đã chính thức nó đóng cái nến, cái cặp nến này chính là cái cặp nến bullish, bullish Harami được đóng, được hình thành ngay tại cái level quan trọng đó chính là cái level 85 của con Amazon này. Thì cái điều này cũng là một cái dấu hiệu rất rất là tích cực. Quay về với những cái khung giờ nhỏ hơn thì chúng ta thấy có những cái diễn biến gì đang sẽ được sắp được xảy ra trên cái mã này. Đầu tiên thì Amazon vẫn còn một cái gap từ cái level 105.34 cho tới 110. Đó là một cái gap mà đã được tạo ra ở cái kỳ earning. Để mà cái gap này tiếp tục được fill đó thì con Amazon này phải break out qua hai cái level quan trọng không kém, đó chính là 102.43 và sau đó là 104.07 trước khi muốn fill cái gap này ha. Con Amazon này em thấy cái tỷ lệ mà nó fill gap cũng đang đang khá là cao. Nếu như mà market có thể tạo được một cái high low và tiếp tục đẩy thì em cũng tin rằng con Amazon này nó cũng sẽ đi theo market thôi. Trong trường hợp nào thì mình sẽ quay ngược trở lại cái scenario là short con Amazon này. Mọi người phải cẩn thận cái chỗ này một chút là cái momentum của con Amazon đang rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Thì đối với em á, em sẽ không short con Amazon cho tới khi nào nó under lại cái level 94.80. Nó hold below 94.80 thì em sẽ đánh ngược về lại là 87 và sau đó 85.27, thấp hơn nữa sẽ là 81.21. Đây sẽ là ba cái level mà em chuẩn bị cho con Amazon cho cái downside của mình ha. Trong trường hợp upside thì break out 105.34 hoặc là 102.43 để đánh ngược lên lại cái gap fill là tầm 110. Đó là cái trade plan của em cho con Amazon vào tuần sau. Tiếp theo thì mình sẽ đi tới cái mã đó chính là Google. So với Amazon thì mã Google này em thấy là mạnh hơn Amazon khá là nhiều, có một cái momentum up đang rất là tốt ha. Ở tuần trước thì em có nói với mọi người là con Google này á nó đang tạo một cái high low trên khung 4 giờ. Thì ở thời điểm hiện tại con Google đang bị reject ở cái level là 96.58. Ngay tại cái level này reject là em thấy cũng hợp lý thôi. Cái trade plan của em cho con Google nó sẽ như thế nào? Em sẽ chờ Google pull back về ngược lại cái khu vực 91.84. Đây chính là cái khu vực mà em mong chờ con Google nó quay ngược trở lại, nó back test để làm gì? Để tạo một cái mẫu hình, mình có thể tạm gọi cái mẫu hình này là vai đầu vai ngược. Nếu như mà anh chị nào biết một chút về mẫu hình ha, thì cái mẫu hình này nó sẽ chính thức được play out nếu như mà Google quay về lại hold cái level 92 này mọi người. Và cái điều kiện thứ hai sẽ break out cái neckline này là cái level 96.58. Thì cái tỷ lệ mà con Google quay ngược trở lại fill cái gap up là rất là cao ha, từ 98.30 cho tới 102.74. Đó chính là cái gap của con Google trong cái level cái zone màu xám mà em đã vẽ sẵn ở đây. Thì đây sẽ là cái trade plan của em cho con Google khi mà nó trong cái kịch bản là nó đi lên. Còn trong kịch bản đi xuống thì sao? Nó sẽ về lại khu vực 91.57, nó không hold được, nó tạo một cái đáy sau, một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và nó tiếp tục nó quay, nó bị phá vỡ cái level em vừa nêu trên, nó quay ngược trở lại cái level 87.23 và sau đó là cái level 83.8. Đây chính là cái kịch bản cho cái downside của con Google. Đối với một người trader như em đó thì em sẽ không đoán là đi lên hay đi xuống, mà em luôn luôn đặt ra những cái level, em luôn luôn đặt ra những cái level để mà xác định được
trên level nào thì mình sẽ log và dưới level nào thì mình sẽ short. Đó là cái lưu ý mà mọi người cần phải nên nhớ ha. Mình sẽ không bias, mình sẽ không có thiên về một cái hướng nào cả. Mình luôn luôn chuẩn bị cả hai level trước khi mà mình trade bất kỳ một cái mã stock nào đó. Đây là phần phân tích của em về Google. Tiếp theo mình sẽ đi đến với cái mã là Microsoft. Lực mua cũng đã xuất hiện rất mạnh mẽ đối với Microsoft trên khung weekly. Đây là một cái cặp nến là bullish engulfing ngay tại cái key level 220. 220 là một cái level rất rất là quan trọng của con Microsoft mà em đã chỉ ra cho mọi người vào cái video ngày thứ tư cũng như là video ngày chủ nhật ha. Buyer liên tục step up tại mọi người, buyer liên tục step in tại cái level 220. Đó là một cái dấu hiệu rất rất là đáng mừng của con Microsoft. Vậy thì next level của Microsoft là bao nhiêu? Em thấy đó chính là 250, là một cái level rất là quan trọng. Tại sao em nói quan trọng? Tại vì nó đã bị reject tới 3-4 lần ở trong tương lai rồi. Thì ở cái lần tiếp theo, nếu như mà anh chị nào còn cầm long của cầm mà những cái share hoặc là những cái lệnh đánh lên của Microsoft thì tới level 250 hãy rất là cẩn thận ha. Trong trường hợp mà Microsoft clear được 250 đó thì cái target tiếp theo của Microsoft sẽ là 260 cho tới 265. Đây cũng là một cái gap mà Microsoft được tạo ra trong cái ngày 13 tháng 9 ha, trong cái phiên giao dịch ngày 13 tháng 9 cùng với thị trường. Thì đa số cái ngày đó cả thị trường đều gap down. Mong chờ của em ở thời điểm hiện tại cho con Microsoft, cái kịch bản nó sẽ như sau. Quay về cái khung nhỏ hơn thì em muốn thấy Microsoft test lại cái vùng 250, reject, quay ngược trở lại cái vùng 240, tạo một cái đáy sâu cao hơn đáy trước, và quay lại test một lần nữa, sau đó clear cái level này. Đó là kịch bản đẹp nhất ha. Mọi người lưu ý nè, ở cái lần trước, cái lần gần nhất mà Microsoft test level 250 á, chính là cái kỳ earning đó, nó bị reject rất rất là nặng ở cái level này ha. Cho nên tới cái 250 sẽ là một cái level mà em tin rằng seller người ta bay vô, người ta short rất là nhiều. Trong trường hợp mà 250 bị reject, mình có thể mình short ngược trở về lại 240 và sau đó là 235 mọi người ha. Nếu như mà under 235 thì đó sẽ là cái lúc mà em nghĩ á, là con Microsoft này mình có thể tự tin hơn trong cái việc short share hoặc là put đánh theo cái chiều đi xuống ha. Mình đánh ngược về lại cái target là 230 và sau đó sẽ là 224.10, thấp hơn nữa sẽ là 212 cho tới 213. Đây sẽ là hai cái khu vực mà em ba cái khu vực mà em chuẩn bị cho cái downside. Cập nhật thêm một chút cho mọi người về cái con Microsoft này thì cái mẫu hình nó đã play out cái mẫu hình vai đầu vai ngược rồi đúng không? Đây là vai trái, đây là đầu và đây là vai phải. Nó đã chính thức nó break out cái neckline ngay tại thời điểm này. Thì ở thời điểm này mình mong chờ một cái nhịp pullback để đánh lên là nhiều hơn là đánh xuống trong cái bối cảnh mà market đang rất là hưng phấn sau khi cái CPI report nó thấp hơn cái dự báo. Đó là những cái điều mà em thấy được ở thời điểm hiện tại cho con Microsoft nói riêng và thị trường nói chung. Tiếp theo mình sẽ đi đến đó chính là Netflix. Và Netflix cũng là cái mã cuối cùng trong cái list core companies mà em sẽ phân tích trong ngày hôm nay. Đến với Netflix thì Netflix ở thời điểm hiện tại quay về test cái level 250 như em có nói ở cái trade plan trong ngày thứ tư và ngày chủ nhật tuần trước. 250 mà hold được thì mình sẽ tiếp tục mình đánh lên. Và ở thời điểm hiện tại thì em thấy con Netflix nó đã và đang làm điều đó rất là tốt. Vậy thì cái next target của con Netflix nó sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên nó sẽ là 291.16 và con Netflix đang tiệm cận cái level đó rồi. Nếu như mà clear được 291.16 á, nó sẽ quay ngược trở lại cái test cái vùng 300 và 305. Sau khi 300, 305 thì mọi người sẽ tiếp tục quan sát thêm. Tại vì Netflix nó có một cái gap, nó còn một cái gap, nó chưa fill xong, là cái gap nó lên tới cái mức là 330. Cái gap mà nó đã hình thành ở cái đợt earning cách đây 3 lần đúng không? 3 lần trước, cái đợt earning cách đây 3 lần thì nó đã rớt rất là nặng từ 330 cho nó rớt về lại 250. Và bây giờ em thấy được là con Netflix nó đang build được một cái nó sau khi mà nó break out cái zone này, nó break out cái box này thì nó đang build được một cái xu hướng đang khá là ok đó, với đáy sâu và đỉnh sâu cao hơn đáy trước và đỉnh trước, tạo thành một cái xu hướng tăng khá là bền vững trên khung weekly. Thì em sẽ cân nhắc cho mọi người vô một cái lệnh swing của con Netflix vào tuần sau, nếu như mà market có một nhịp pullback gọi là vừa đủ để chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta bắt đáy ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Em chúc mọi người có một cái phiên giao dịch, có một cái tuần giao dịch đại thành công vào tuần sau. Và lời sau cuối thì em cũng mong những anh chị coi video có thể cho em một like
một subscribe, cũng như là những anh chị muốn day trade với tụi em có thể click vào cái link Discord em để ở bên dưới, nơi mà tụi em làm việc mỗi ngày ha. Hiện tại thì phí đăng ký thành viên sẽ là 99 đồng, cho nếu như mọi người đăng ký ngay hôm nay thì nó sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Đó là cái điều mà em cũng đang muốn tri ân tất cả các anh chị đã và đang theo em từ đầu tới giờ. Group của chúng ta là một group mới, chỉ mới có 2 tuần thôi, nhưng mà đã có khá là nhiều thành viên, và cái tỷ lệ convert thành gold member rất rất là lớn nha mọi người. Và cái tỷ lệ thắng của chúng ta cũng đang rất là lớn, khi mà những cái recap tụi em đều làm vào cuối của mỗi phiên giao dịch, dù là thắng hay thua, mọi người có thể vào và kiểm chứng. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ và một phiên giao dịch tuần 11, 14 tháng 11 đại thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.